Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 3 tháng 10 năm 2022, đầu tuần giá chưa có biến động. Hôm nay, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa có xu hướng đi ngang, nguồn cung đang dần giảm do vụ lúa hè thu đã đi vào cuối vụ, trong khi vụ thu hoạch tiếp theo vẫn chưa tới. Giá lúa hôm nay như sau: tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 6.700 đến 6.900, nếp An Giang 5.900 đến 6.100, OM 380 5.500 đến 5.700, IR 50404 giá 5.400 đến 5.500, lúa nàng qua chín 5.600 đến 5.900, đài thơm 8 5.600 đến 5.900, OM 5451 giá 5.600 đến 5.800, OM 18 giá 5.600 đến 5.800, OM 6976 là 5.500 đến 5.800. Nếp An Giang khô 8.600 đến 8.800, nếp Long An khô 8.500 đến 8.800. Tại Sóc Trăng, OM 380 giá 5.400 đến 5.600, đài thơm 8 là 5.500 đến 5.700, lúa IR 50404 5.200 đến 5.500, VNR 20 5.400 đến 5.600, OM 4900 5.400 đến 5.700, OM 5451 giá 5.300 đến 5.600, OM 18 giá 5.500 đến 5.700, lúa Tài Nguyên 6.500 đến 6.700, RVT 6.900 đến 7.100, lúa ST 24 7.000 đến 7.300, lúa ST 25 7.100 đến 7.200. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR 50404 giá 5.400 đến 5.600, OM 5451 5.400 đến 5.600, OM 18 5.700 đến 5.900, đài thơm 8 5.700 đến 5.900. Tại Cần Thơ, IR 50404 giá 5.500 đến 5.600, đài thơm 8 5.600 đến 5.900, OM 5451 5.600 đến 5.800, OM 18 5.700 đến 5.900, lúa Jasmine là 7.000 đến 7.200. Tại Đồng Tháp, OM 380 giá 5.500 đến 5.700, IR 50404 giá 5.400 đến 5.600, đài thơm 8 5.800 đến 6.000, OM 5451 giá 5.500 đến 5.800, OM 18 giá 5.600 đến 5.900, nếp vỏ tươi Long An 6.100 đến 6.200. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR 50404 5.500 đến 5.700, OM 380 5.500 đến 5.600, IR 50404 5.400 đến 5.500, đài thơm 8 là 5.700 đến 5.900, OM 5451 giá 5.500 đến 5.800, OM 18 5.600 đến 5.900, nàng qua là 5.700 đến 5.900, lúa DS1 là 6.600 đến 6.800. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An là 6.700 đến 7.000 đồng, IR 50404 là 5.400 đến 5.600, đài thơm 8 là 5.800 đến 6.000 đồng, OM 5451 giá 5.500 đến 5.800, OM 18 giá 5.700 đến 5.900, lúa ST24, ST25 7.200 đến 7.300. Bà con lưu ý giá có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký kênh. Bà con có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Và nếu thấy hữu ích, bà con hãy nhấn nút thích video nữa nha. Xin cảm ơn và kính chào.